Thưa quý vị đã bao giờ đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng ở một hội nghị bên bờ biển thơ mộng? Sau giờ họp có thể trải nghiệm những tiện ích mua sắm, ẩm thực, nghỉ dưỡng với dịch vụ đẳng cấp 5 sao quốc tế chưa ạ? Ngay lúc này, quý vị có thể tận hưởng những điều như vậy ở Bình Thuận. Khi mới đây, Tổng cục Du lịch Việt Nam định hướng đến năm 2030 của Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE, loại hình du lịch hội nghị, hội thảo, kết hợp nghỉ dưỡng. Trong đó, Phan Thiết được nhắm đến cho mục tiêu phát triển thành phố du lịch MICE số 1 khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp ở Bình Thuận đã bắt đầu đưa vào hoạt động những siêu dự án du lịch, nghỉ dưỡng để đón đầu chiến lược này. MICE, loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, đang là xu hướng du lịch 4.0 được nhiều khách hàng nội địa cũng như quốc tế quan tâm. Mỗi năm, Việt Nam đón hàng chục ngàn du khách đến các thành phố lớn, các điểm du lịch quy mô. Khách hàng chọn loại hình du lịch MICE sẵn sàng chi trả để thưởng thức những dịch vụ cao cấp, tiện ích tốt. Như nhiều công ty lữ hành khác, công ty của chị Hằng cũng bắt đầu đón khách du lịch trở lại sau đại dịch. Định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch MICE và chọn Phan Thiết, Bình Thuận là địa phương được ưu tiên của Tổng cục Du lịch, được các chuyên gia đánh giá là hoàn toàn khả thi và đây là động lực để phát triển kinh tế sau đại dịch. Công ty tôi làm chủ yếu về mảng tổ chức các cái hội nghị, hội thảo. Thì tôi thấy vùng đất Bình Thuận nói chung cũng như là cái khu vực Nova World Phan Thiết này nói riêng là một khu vực đang rất là nổi và có cái vị trí cũng như là những cái tiềm năng, tiện ích xứng đáng để chúng tôi chọn cho những cái hội nghị, hội thảo sắp tới. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của điểm đến MICE toàn cầu, Phan Thiết chú trọng đầu tư phát triển hệ thống khách sạn, resort cao cấp. Bên cạnh tiện ích dịch vụ nghỉ dưỡng hiện đại, các cơ sở lưu trú này được định hướng đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các sự kiện, hội nghị, triển lãm chuyên nghiệp có quy mô quốc tế. Nổi bật trong số đó có thể kể đến siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe Nova World Phan Thiết có diện tích 1.000 hectare, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, khu The Kingdom trở thành nơi tổ chức các buổi họp cấp cao, sự kiện quy mô lớn. Phân khu này nổi bật với nhà hát nghệ thuật diện tích 8.500m², quy mô 1.000 chỗ ngồi, hay trung tâm Arena có sức chứa 10.000 người. Đây là điểm đến lý tưởng cho các lễ hội âm nhạc, giải đấu thể thao, sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, cả trong nhà và ngoài trời. The Kingdom kết nối dễ dàng đến hệ thống tiện ích của siêu thành phố biển thông qua các tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Danh Vọng, đường Xuyên Tâm, tuyến đường ven biển Bikini Boulevard. Nhờ vậy, ngoài tham gia hội nghị hay sự kiện, du khách có thể kết hợp nhiều trải nghiệm đặc sắc về giải trí, mua sắm, ẩm thực. Đây sẽ là điểm đến mới với đa dạng tập khách hàng trong và ngoài nước và là tâm điểm của loại hình du lịch MICE, giúp đón lượng khách lớn đến từ Phan Thiết nói riêng cũng như Bình Thuận nói chung. Với định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch MICE, Nova World Phan Thiết đưa vào hoạt động cụm sân golf PGA. Cụm sân golf giúp dự án siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe Nova World Phan Thiết tiếp tục thu hút khách hàng, kết hợp các chuyến công tác với nghỉ dưỡng, thể thao đẳng cấp, nhất là nhóm yêu thích bộ môn thể thao quý tộc. Sân golf nằm ngay bên trong tổ hợp Nova World Phan Thiết là một trong những tiện ích nổi bật nhất của dự án quy mô 1.000 hectare này. Đây cũng là cụm sân golf duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn và có bản quyền độc quyền từ Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ PGA để tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống của tổ chức này. Bản thân Novaland với cái nguồn lực khi họ bỏ vào trong cái dự án này đến quy mô đến 5 tỷ đô. Và với cái quy mô dự án lên đến 1.000 hecta, 7 km bờ biển thì chúng ta cũng thấy rằng đây có thể được đánh giá là một trong những cái dự án có thể nói là lớn nhất ở miền Nam Trung Bộ. Nova World Phan Thiết được mong đợi đóng góp tích cực cho mô hình du lịch MICE khi hạ tầng giao thông Phan Thiết dự kiến hoàn thiện trong năm 2025, kết nối thuận lợi với các thành phố lớn trên thế giới qua sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc hiện đại sẽ là động lực để thị trường du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng Bình Thuận cất cánh trong thời gian tới.